Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Đồng Nai 07, giải 8 Cần Thơ 07, giải 8 Sóc Trăng 57, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Đồng Nai 674918. Giải đặc biệt Cần Thơ 199886. Giải đặc biệt Sóc Trăng 645160. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số số miền Nam lần sau.